Bất chấp quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, quán karaoke Dubai ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn vẫn tổ chức cho 45 khách hát trong 6 phòng. Quán này do bà Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện đây là điểm có khách hát đông nhất trong các điểm đã bị phát hiện. Trong sáng cùng ngày, Công an phường Nhân Bình đã triệu tập Đoàn Kinh Hồi, 21 tuổi, là chủ quán karaoke Hoa Lư để xử lý hành vi không tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng dịch COVID-19 theo quy định của chính quyền địa phương. Cụ thể, trước đó, Công an phường Nhân Bình phối hợp với Bộ phận Y tế phường và Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an Quy Nhơn đến kiểm tra phát hiện có 9 khách đang hát karaoke tại đây. Cả hai chủ cơ sở đều thừa nhận sai phạm, trình bày nguyên nhân là do thời gian tạm dừng hoạt động để phòng dịch kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn hư hỏng máy móc thiết bị nên lén lút hoạt động. Từ đầu tháng 8 đến nay, Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện 6 điểm karaoke vi phạm, xử phạt 3 điểm và đề nghị xử phạt các điểm còn lại.